Ở đây quay lại. Đói quá. Đây là các sinh tồn của người miền núi. Các bạn hãy sống theo cách này. Với cách này của tôi, bạn sẽ sống trong rừng một năm cũng không chết, sẽ sinh tồn. Chẳng những là 36 giờ, 72 giờ mà có thể là các bạn sống cả tuần được. Đây là tinh bột. Tinh bột đó là củ mì ấy. Củ mì mà ngày xưa thời trong Pháp ông bà ta đã trồng. Và đây còn sót lại trong rừng. Chẳng những cái củ mì mà các bạn đi rừng các bạn còn có thể ăn quế, nhái, cua để các bạn sống. Và ngoài ra các bạn còn có thể ăn củ mài để sống. Ở trong rừng thì đầu tiên là chúng ta phải cần một cái đèn pin như thế này và một con rựa nha các bạn. Thì trong rừng rất là nguy hiểm, rắn rết. Tôi cũng nói thiệt với hai bạn luôn, các bạn luôn, đây các bạn nhìn thấy chưa, rất là nhiều củ mà hai thằng này ăn nó chưa, tôi có bao nhiêu đây. Bây giờ đang sống tôi đói lắm rồi, rất đáng thương. Cái cằn khô của tao là bay. Nướng cho chín chưa? Hả? Nướng cho chín chưa? Anh xong luôn. Đấy, anh thanh niên đấy. Ăn cua trong rừng các bạn phải nướng cho thiệt chín. Vì nếu các bạn mà nướng không chín ấy, là dễ bị vi khuẩn ruột. Vì nó rất là nhiều vi khuẩn. Cua là đặc biệt rất là nhiều vi khuẩn. Ký sinh trùng. Ký sinh trùng. Đúng. Cua rất là nhiều ký sinh trùng. Vì vậy chúng ta cần phải nướng cho thật là chín thì mới có thể ăn được. Cái anh trai này là anh già làng này là anh ăn sao cũng được hết á. Đường ruột của anh rất là cứng chắc, rất là tốt. Vậy kêu mò. Và hãy nướng y chi này này các bạn. Sao mờ quá rồi ta. Rồi, tách được chưa? Tách được.